Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Ngày hôm nay, Ronaldo ghi hat-trick thứ 64 trong sự nghiệp giúp cho Ayu Nasser thắng 5 sao. Siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với cú hat-trick giúp cho Ayu Nasser đem FA thay 5-1 rạng sáng ngày 31 tháng 3 ở vòng 25 Saudi Pro League. Và siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano đã tỏa sáng với cú hat-trick này trước đối thủ đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng Italy. Đội chủ nhà Ayu Nasser đã chơi áp đảo hoàn toàn với các được bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 20 do công của Otavio. Nhưng chỉ 2 phút sau, Italy đã bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1-1 với pha lập công của Vagic Masidan. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho Ayu Nasser khi tiền đạo Vagic Masidan nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 36. Kể từ lúc này, thế trận chỉ diễn ra một chiều và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Italy. Phút 45+7, tiền đạo Adu Mahman Gahed đánh đầu cận thành giúp cho Ayu Nasser vượt lên dẫn 2-1 sau đường chuyền như là đặc của Sadio Mane. Và dù dẫn trước 2-1 nhưng người hâm mộ Ayu Nasser lại không mấy hài lòng vì Ronaldo đã mất hút trong hiệp đầu đầu tiên. Và những bất ngờ ở hiệp 2, siêu sao 39 tuổi người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng đẹp tuyệt vời. Đầu tiên là phút 64, từ đường chuyền bên cánh trái của Sadio Mane, Ronaldo đã tung cú sút chân phải chớp nhoáng trong vòng cấm đánh bại thủ môn Matas Aygasugun ở Italy, đưa cho Ayu Nasser vượt lên dẫn 3-1. Đúng 3 phút sau, Ronaldo có tình huống sút volley ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 trước khi anh hoàn thành cú hat-trick với pha đánh đầu cận thành ở phút 87. Với 3 bàn thắng ghi được ở trận này, Ronaldo đã có tổng cộng là 882 bàn thắng ở tất cả các giải đấu và đây là cú hat-trick thứ 64 trong sự nghiệp của anh. Điều đáng rể hơn là Ronaldo đã ghi được 34 cú hat-trick kể từ khi bước sang ở tuổi 30 tuổi của những sự già nua. Và đó là thông tin của ngày hôm nay. Nếu em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ comment và đừng quên ấn đăng ký và chú nhé. Tạm biệt.